Ngày 5 tháng 3, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức hội nghị khoa học đánh giá kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ giai đoạn 2016-2023, xây dựng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2030. Hội nghị do lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ cùng lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum đồng chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở ngành, ủy ban dân các huyện, thành phố và đại diện một số trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở giáo dục trong và ngoài tỉnh. Trên cơ sở đánh giá kết quả các hoạt động, nghiên cứu, khoa học và chuyển giao ứng dụng công nghệ trong giai đoạn 2016-2023 trên địa bàn tỉnh, hội nghị đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoạt động nghiên cứu, khoa học và ứng dụng chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh, xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đến năm 2030, để có cơ sở triển khai thực hiện trên địa bàn trong thời gian tới, trong đó chú trọng xây dựng mối liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu, các nhà khoa học với các cơ quan quản lý địa phương và các doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh để đảm bảo các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn, mang lại hiệu quả và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2030. Trong đó chú trọng các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sinh học trong sản xuất các chế phẩm sinh học, chọn tạo và nhân nhanh các loại giống cây trồng vật nuôi, thủy sản nước ngọt có năng suất chất lượng hiệu quả kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong sản xuất, chế biến dược liệu trong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, từng bước hình thành nền sản xuất nông nghiệp thông minh, ứng dụng công nghệ trong phát triển năng lượng tái tạo áp dụng trong nông nghiệp, công nghiệp để tiết kiệm năng lượng trong sản xuất, nâng cao giá trị cho doanh nghiệp, hướng tới nền nông nghiệp sản xuất xanh, sạch và bền vững theo chuỗi khép kín tuần hoàn. Bên cạnh đó, quan tâm đến các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ tiên tiến trong xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu cụm công nghiệp, nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Kon Tum áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất chất lượng các sản phẩm hàng hóa và ứng dụng khoa học công nghệ trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn. Qua đó, nhằm góp phần thúc đẩy tạo động lực phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.